Và một ngày nào đó, bạn chơi game và bạn nhìn thấy nhân vật game có một cái mũ rất chìa đẹp, và bạn thầm ao ước, ước gì mình có cái mũ ấy. Đẹp, rất chi là đẹp đúng không? Đêm ngủ thì mơ về mũ, mà ngày đi thì thẩn thơ về cái mũ. Lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ ước gì mình có cái mũ đấy. Không sao cả, đến với Minecraft shop có mũ. Mũ đây. Đó, mũ đây. Mũ 3 PUBG dành cho anh em nào mà đang cảm thấy chán nản vì mình mơ cái mũ này bao nhiêu lâu mà chưa thấy có. Bụng chốc một ngày lướt trên mạng thấy có người đội, nảy sinh ra ý định buồn chán, tại sao mình không có, giá của nó có đắt không. Không sao, đến với Minecraft shop 350 một chiếc, đẹp như trong ảnh luôn. Đó, chào tất cả mọi người nhá. Xén sủa thì thôi, bây giờ mình vào chủ đề chính. Hơi hâm hâm một tí nhưng mà không sao, anh em cảm thấy vui được, mình không quan trọng. Mình vừa mua cái chiếc mũ này ở bên Minecraft shop. Mình không quảng cáo shop này nhá, vì mình vừa mới đặt mua qua, hôm nay nó có luôn, ship rất chi là nhanh, trong vòng một ngày. Free ship nhá. Tất nhiên là không phải là free mà là giá ship tính luôn trong mũ là 350 tổng cộng, không phải đưa thêm cái gì cả. Mình làm cái video này cho anh em review, đánh giá, nhận xét. Trước tiên mình nhận xét về cái mũ này, nó rất là đẹp. Trên shop chụp như thế nào, mũ về như thế. Trên ảnh có lót bông, trong mũ có lót bông. Đấy, dây dợ rất chi là thoải mái, anh em nào mà đầu dài như mình thì cứ nới kích dây cho một độ, không mà cố quá thít cổ là khó thở nhé. Về mũ thì rất chi là tròn, thiết kế thì phải nói là rất chi là giống trong game. Có một điều hơi buồn cười là cái mặt trước này nó khá là giống cái mặt nạ, nó đúng không phải là mũ mà là mặt nạ của thợ hàn đó. Các anh em nhìn thì biết đấy. Nhưng chính vì cái này nó lại làm lên một cái điều rất tinh tế của cái mũ này đấy. Chứ còn nếu mà ví dụ mà có một cái mũ này không ấy, thì nhìn nó như là một cái mũ mà các bạn tưởng tượng nó là mũ quân đội ấy, mũ bảo hiểm quân đội ấy, mà màu dàn di ấy, mà chằng cái vải lưới 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 rồi dàn di các thứ, quấn lá quấn liếc lên linh tinh các thứ trên đời thì quấn vào đấy. Đấy, các bạn nhìn ngang các bạn biết cái khuôn nó rất chỉ là giống đấy. Nó rất, tại vì nó hay vì nó có cái mặt nạ của thợ hàn này vào đấy, rất chỉ là đẹp. Có thể ngửa lên, cụp xuống đấy. Bạn nào mà cảm thấy cuộc sống đang buồn chán và mình không có mũ thì hãy lên ngay Minecraft shop đặt. Nếu như các bạn không biết thì các bạn có thể lên Google, các bạn search ngay là mũ 3 PUBG giá rẻ ngay trang thứ hai Minecraft shop đó. Mình không quảng cáo shop đấy nhưng mà vì mình mua đồ shop đấy và mình thấy rất chi là hài lòng đấy. Thời buổi bây giờ mua hàng trên mạng, ảnh một kiểu, hàng một kiểu đấy, nên là bây giờ mà hàng được như ảnh là mình rất chi là thích đó. Rất chi là đẹp đúng không? Thiết kế có thể là cụp lên cụp xuống thì mình sẽ đội thử và anh em thấy rất chi là dã chiến. Mũ này không thể chống đạn như trong game mà cũng chẳng giảm được sát thương đạn nữa nhá, chỉ giảm được sát thương mà gạch gậy đập vào đầu nhá, là đừng có anh em nào mang đi mà chống đạn thì không có đâu. Rồi mình hơi dài, đầu mình hơi dài, đội nó hơi đó, cũng khá thoải mái. Khi mà tham gia giao thông ấy thì thường các bạn phải gạt cái vành này lên để nhìn đường cho nó dễ, vì nếu mà đường đông mà các bạn cụp cái này xuống đấy, các bạn nhìn thêm cái tầm nhìn của nó chỉ như thế này thôi, nó rất chỉ hẹp, mình không nhìn được sang hai bên này và nhìn xuống đất là rất chỉ nguy hiểm. Cái này đội vào khi mà ví dụ như là đường đi mà có những cái con thiêu thân nó lao vào đèn ấy thì mình có thể bịt và mình đi chậm lại đó, còn không thì mình cứ gạt lên này đấy, các bạn nhìn xem rất chỉ là ngầu đúng không. Hiện mình ở Bắc Ninh và hiện tại là chưa thấy ai có cái mũ này. Vô tình thì hôm trước mình lướt một page PUBG thì có bạn chụp lên và bảo là đã có mũ này, mình rất chi là thích.
nên là mình cố gắng lên mạng mình tìm và mình đặt một chiếc, mặc dù là mình nghèo kiết xác nhưng mình vẫn cố, cũng là một fan chân chính của PUBG đó. Lúc nào có điều kiện thì mình sẽ đặt nốt cái ba lô đấy, mình quay ngang các bạn xem rất chi là đẹp không, nhìn ngang cũng rất chi là đẹp đấy, nhìn thẳng cũng rất chi là đẹp đấy. Mũ này thì nó có rất chi là nhiều loại và hàng đắt nhất là rơi vào tầm khoảng độ hơn 700, thì đấy là mũ xịn rồi. Còn mũ mình chỉ là tầm khoảng độ chung chung là tầm khoảng 350, còn mũ rẻ hơn ở sen đỏ hay Lazada mình xem hình như hơn 200, thì nhìn trông nó rất chi là tàu đấy, bạn nhìn xem rất hay, kể cả về bên ngang cũng vậy, đẹp, khá là giống trong game, không thể giống, tất nhiên là không thể giống hệt được, nó chỉ gọi là tưởng tượng thôi. Khi mà mình mới lấy cái mũ này buổi sáng nay, và khi tối nay mà mình đi ra ngoài đường mình đội cái mũ này có rất chi nhiều nhiều người nhìn mình ngơ ngác, mình không biết là mình đạt được nó ở đâu và vì sao cái mũ này lại có đấy. Nhưng người nào mà chịu khó lên mạng, thật ra lên mạng cũng không nghĩ là mũ này có thật đâu, bởi vì là nhiều chỗ giao bán thì toàn là những cái móc treo chìa khóa thôi, tại vì là mình vô tình thấy một cái bạn up cái ảnh lên là thấy có người đội mũ này. Mình không biết là bạn ấy ở đâu, ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hình như ở trên page PUBG Mobile đấy, mình nhớ là như thế đó. Thì mình làm cái video ngắn này đánh giá cho anh em xem và cho anh em review đấy. Ai thấy hay và bổ ích thì cho mình xin một like và một sub để mình có động lực cống hiến cho anh em. Khi nào có gì hay, game gì mới và cách tải như thế nào khó khăn thì mình sẽ lên mình stream hướng dẫn cho các bạn như những lần trước đó, rất hay đúng không? Anh em nào fan VVG thì cố gắng làm chiếc đội cho chất, nhưng mà mua vừa thôi nhá, đội cho nó có độc quyền, cho nó độc đáo nhá, mua nhiều nhan nhản nhản trông chán lắm luôn lại bỏ đi. Quay một lần nữa anh em xem đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.